tiền 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 mở miệng ra lúc nào cũng tiền hết trơn á. Đi chút xíu là để bắt đầu gọi điện kiếm, đi nhậu với bạn bè chứ đâu phải là đi chơi gì đâu, đi công việc chứ đâu phải là đi chơi bời đàn điếm gì đâu. Lúc nào cũng đi chút xíu hở xíu là điện về. Tao là chồng chứ đâu phải là con ở đâu mà tối ngày thì làm vậy với tao. Tao nói gì vậy? Đâu có, hồi nãy anh uống cà phê với thằng bạn nó nói chuyện với điện thoại với con vợ nó vậy đó. Thấy ghê không? Liệu hồn anh à. Liệu hồn gì, anh đâu có vậy đâu. Anh hồi sáng em mua bịch mặn quên mua bịch muối rồi. Giờ anh đi ra tiệm tạp hóa mua giùm em bịch muối tôm anh. Ừ. A few moments later. Đi đâu như vậy? Muối tôm của em đâu? Muối tôm gì nãy giờ anh đứng chữ lộn với bà bán tạp hóa cả buổi ngoài á. Tôi làm gì chứ bà? Thì nãy em kêu anh chạy đi mua cho em bịch muối tôm, anh chạy ra ngoài anh kêu bà lấy cho anh bịch muối tôm. Cái bà đưa cho anh bịch muối gì vàng vàng, anh nói không phải cô ơi, bịch con bán cho con bịch muối tôm. Bà nói bịch muối này bịch muối tôm chứ bịch gì? Nói không phải, con muối tôm đâu có con tôm đâu mà đi kiếm muối tôm. Trời nói trời nó này muối tôm. Cái nó không phải, anh với bà cự lộn có tiếng ngồi mà cũng chết luôn. Trời ơi, ông nội ơi, tối ngày ăn lo rồi đi kiếm chuyện. Bịch đó bịch muối tôm đó cha. Nhậu nhậu nhậu, ngày nào ông nhậu hết chứ. Ngày mới mà tôi thấy ông nhậu một lần nữa ha. Rồi ông ở nhà một mình lên đi nghe. Tôi thì tránh ở với mẹ tôi. Em về mẹ làm cái gì? Em về em cũng không gặp mẹ đâu mà về. Làm gì không gặp được mẹ? Anh mới điện cho cha nội thăm, ông nói ông hồi tối ông đi nhậu. Về bị mẹ bà giận, bà về nhà bà ngoại bà ói luôn rồi. Anh coi cái áo khoác này mà nó sức nút hết trơn rồi. Thay mai sinh nhật em anh mua cho em cái áo mới nè. Ừ, để anh mai đi mua liền, sáng mai đi mua liền cho em. Anh mua mới thiệt hả? Mua mới gì? Anh mua cái nút thôi. Cái nút hư thì mua cái nút, chứ nút mới thì mua áo mới trời. Anh á, làm gì cũng không ra hồn chứ. Thấy hùng không? Làm gì cũng thành công hết chứ. Còn anh làm gì cũng thất bại chứ. Thằng Hùng nó thành công là nhà con vợ nó bị câm, hiểu không? Xin vĩnh biệt. Rồi rồi, thấy công chuyện này. Rồi đi đâu dễ mặt mí xị vậy? Mới ngoài tiệm tạp hóa chỉ đâu. Chuyện qua mới mua hai gói mì ăn liền rồi tính về để về ngày mai ăn. Sáng nay mới gỡ ra thấy hai gói mì nó bị móc. Anh chạy ra ngoài anh đổi lời bà chửi anh. Bà nói tại anh mì mới bị móc. Gì kỳ vậy? Mì hư tại bả chứ sao la anh? Bà nói mì này là mì ăn liền, mì mua về mày không ăn liền mà để qua ngày nó móc là phải rồi. Trời ơi, buôn bán gì kỳ vậy? Còn ông nội này nữa. Mua về thôi ăn liền đi, để chi qua ngày bị móc rồi đi cự người ta. Anh suốt ngày anh ngồi máy tính làm việc không mà một mình em buồn muốn chết vậy đó. Em muốn karaoke mà cũng không có gì ca. Thôi bữa nào anh mua cái loa rồi cho em karaoke đi. Trời ơi thôi thôi đi, anh làm việc mà em hát rồi sao anh tập trung được em? Thì để chừng nào anh ngủ rồi em hát. Thì để chừng nào anh ngủ rồi em hát. Anh, em tính con mình lớn lên á, cho đi học võ giờ mấy đứa nhỏ nhỏ giờ học võ hết trơn anh. Anh thấy thì sao? Ừ thì học võ cũng tốt chứ có đâu, rèn luyện sức khỏe mà. Giờ con nít đứa nào cũng đi học võ em ơi. Em hồi nhỏ em cũng thích đi học võ mà nhà không có khả năng. Trời ơi, hên dữ rồi trời. Hồi nhỏ mà em đi học võ là giờ thấy mẹ anh nè. Hồi nhỏ mà em đi học võ là giờ thấy mẹ anh. Gì? Em nói em không dữ rồi hả? Anh cứ vợ về á, có khác gì à lúc chưa có vợ không anh? Có chứ sao không có em. Trời ơi trời, lấy vợ anh cũng giống như là mình quay lại cái thời mà mình còn nhỏ xíu á. Còn lúc cái lúc mà còn sống với cha mẹ. Ủa, là sao không hiểu? Thì đi đâu cũng phải xin phép, xài tiền thì cũng phải ngửa tay xin. Cho dù mình có đúng nữa cũng không dám cãi một câu nữa. Anh, sau này á mình có con á, anh tính đặt con mình tên gì? Sau này mà mình có con á, anh sẽ đặt tên người yêu cũ của em. Ủa bộ anh tính đẻ nhiều vậy đó hả? Hồi sáng giờ đi đâu vậy? Mà sáng sớm nghe hôi gình mù gụ vậy? Gì? Thì sáng giờ anh đi khám bệnh gì đâu, xong rồi sẵn ghé qua nhà bạn anh nhậu chút xíu. Rồi đi khám bác sĩ nói sao rồi? Thì ông bác sĩ ông nói anh bị lét bao tử gì đó, viêm lét bao tử gì đó. Rồi ông đưa một bịch thuốc chà bá để trong nhà đem về uống. Rồi ông dặn cứ rượu cứ bia. Bởi vậy sáng anh đi khám bệnh xong anh ghé qua nhà bạn
anh chơi với nó anh cử bia rồi tính chiều chiều kiếm ai làm thêm cử rượu nữa nè. Cái gì trời, tôi lại ông luôn nội ơi, nghĩ sao vậy bác sĩ á, kêu đừng có uống rượu uống bia, mà ông nghe sao cử rượu cứ bia, ông cứ nội tôi nghe sao á, khùng đi điên luôn mà.